Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Gaming Minh. Và ở video tiếp theo này thì Khả sẽ tiếp tục anh con thiếu lâm búp nha anh em ơi. Thiếu lâm búp của bang nha anh em ơi. Và thiếu lâm búp thì tại vì sao thiếu gọi là thiếu lâm búp thì nó búp bất động minh dương cho bang. Tăng hiệu ứng sắc giảm trúng độc, giảm làm chậm chón các kiểu này nè. Kháng chiến đoạn, chiếm mạng các kiểu này nè. Đó, rồi. Này là sư tử hóng búp cho bang. Búp nó đối phương chón, làm chón đối phương. Rồi, ok. Và cho anh em bắt đầu anh Vinh thử như thế nào nha anh em ơi. Khả đi cho nó bớt ba bình máu người nào. Rồi, khui hang. Ở lần này thì anh Vinh mùng 8 tháng 3 anh em ơi. Đó, gói giỏ ho hành ho hồng. Thì anh em cùng chờ đợi xem anh ra những vật phẩm gì nhá. Nhiều anh em bảo là anh ton lắm mà đã coi thử ton hay không đây. Thì Vinh này thì ép thì tốn khoảng tầm ép nhanh đó. Ở tương dương trung tâm thì nó sẽ tốn khoảng 14 kim anh em. Đây là ép nhanh là 14 kim. Mua nhanh là 14 kim. Đó. Nè, cái mua nhanh này không? Đó, là 14 kim. Còn lại mình ép bằng tay thì khoảng 11 kim anh em. Rồi ok. Bây giờ anh nhân em xem. Cuối hàng. Này là cá nhân băng hồi. Cá nhân băng hồi 11 tháng 3 đó nè. Một vé số một phần hùng đấu 8 tháng 3. Một tượng bài chân nhị. Thị tinh. Cuối hàng, cuối hàng. Hôm nay thì anh Vinh chắc nó sẽ lên 15 tỷ năm. Cái này là anh full sẽ được 15 tỷ năm. 15 tỷ với chỗ này nó có mới cái 3 tỷ mái thôi. Anh con này chắc lên cấp 105, 106 đó nè. Không biết đâu nè. Lên ok luôn. Ôi da, nó nhiều vậy. Trưng nhị. Cái này là dạng như 50 cái túi nè. 50 cái túi ăn thêm đó nè. Gói quà. Pháo hồng, sử dụng đốt pháo ở Giang Tân Thôn. Ừ, giống như cái mùa kia luôn, không có gì khác. Mạch nà may mắn. Bao nhiêu, may mắn luôn. Sư đồ giang hồ, thiên thấu lộ tinh hồng. Đại lý bách trung tâm. Ôi, nhảy thành nó ra là một mạch nạ khác. Ôi đúng rồi, lòng. Ôi, nãy nhớ mạch nạ khác mà ta. Tại anh hơn 200 mấy cái rồi. Được vài viên thiên tinh, vài viên tinh hồng anh em ơi. Tầm này thì tinh hồng khá là rẻ nè. Biết về bờ không đây? Tiếng thấu lộ càng rẻ nữa, tiếng thấu lộ mười mấy xu thôi. Mực nà này, cái này cũng may mắn luôn. Ôi mực nà lần mấy này may mắn 500 lần à. Thường khác tất cả chứ. Trò may mắn 500 lần, mãi chưa. Sử dụng 500 lần mà có thời hạn nè, như là mấy ngày. Ôi không thời hạn. Không thời hạn luôn á. Ôi xài biết nào mà hết hạn đây. Ngon vậy. Lần này mực nà khá là ngon nè. Nó không có thời gian. Và chỉ cần mở ra mở vô 500 lần là hết hạn nè. Quá tiểu đại tầm này khoảng 80 xu. Lệnh bài hồng ảnh đem đến kim đỡ đổi bảo rương hồng ảnh tự chọn. Tiền thủ lộ úp cấp 102. Hơn 300 cái rồi. Hơn 300 cái rồi. Tinh hồng. Đồ tinh hồng. Quốc bình quốc tử từ từ nha. Từ từ quốc tử qua. Đã khải qua khải quốc cho hàng sen cái quốc tử cắn nhà vui nè. Đụng về Gia La Bắc đi. Vẫn chưa có gì gọi là nè em ơi. Tại giờ đã trôi qua gần 500 cái rồi mà chưa có một bình tiềm năng kỹ năng nào luôn. Chưa có một bình tiềm năng kỹ năng nào luôn. Vãi đàn. Chưa có một bình tiềm năng kỹ năng nào luôn nè. Rồi. Chưa có bình tiềm năng gần đây luôn. Anh em đang tới. Để cho con đường môn qua đi chạm luôn rồi. Cho lên bãi anh nè. Hơn 500 cái hết đâu. Rồi. Cánh một cái rồi. Tiếp tục vô tử. Cái này là đua top cá nhân nè. Một mảnh ngựa. Này là top băng hồi. Chiếu giả 5, đồ từ chiếu giả 8 là vô một khúc rồi. Ăn một cái này là 15 triệu nè. 15 triệu kinh nghiệm một cái thì 1.000 cái sẽ là 15 tỷ nè. 15 tỷ kinh nghiệm. Lần này chắc con này chắc phải gần 106. Bèo lắm phải 100, gần 106 nè. Bèo lắm phải gần 106. Cọc mắt này vô rồi. Rồi. Đi thành khác này nè mày. Vẫn chưa cái gì. Đó,
Dương Châu Đông, Phúc Diên Đông. Hai kênh nha. Gỡ coi, gỡ kèo coi, gỡ kèo coi. 11 game xem thu được gì đây. Tầm này thì Tinh Tinh Hồng khá rẻ nè. Không biết là có hòa vốn không đây. Nghe anh em bảo anh vô toàn lỗ với lỗ nè. Chết luôn anh em à. 400 cái nữa. Nó cái này hơi nhỏ nha. Sao anh chưa có một bánh kỹ năng tiềm năng mà luôn em ơi. Chưa có bánh kỹ năng tiềm năng mà luôn. Lâm bóng pháp. Tăng lên là 40 chó luôn. 38 41, ok, 41 chó. Cho anh mày ít tiền. Cho nó hơn hơn lại. Rồi. Đó, nó cho mình ít may mắn vậy đó. Cho anh mày nó cho ít thêm may mắn vậy nè. Còn 300 mấy một cái. Vẫn chưa có một bộ kỹ năng tiềm năng luôn. Rồi, 1 lần 3 bút xanh, mấy chục xu. Ba trăm cái cuối cùng. Ở hiện gặp lành, ok man. Một lần bài hồng ảnh. Một đại lực lỡ bao. Một tiền hối lộ. Em thấy là em ơi, trên rừng vẫn chưa có một cái gì gọi là giá trị luôn em ơi. Lỡ hợp thạch anh vào chấm xu. Tiền thấu lộ. Bài phong độ. Boss lên 104. Quốc thủ đại. Tiền thấu lộ. Còn 30 cái nữa em ơi. Không có một điểm kỹ năng tiềm năng luôn ta. Được hai lần bài hồng ảnh hả. Pháo hồng. Rồi kiểu này chắc to này. Anh mà cảm giác chưa có một món gì luôn em. Nhỏ quá nhỏ quá. Rồi trận xong to. Rồi được gì đây. Gần 104. Gần 105. Rồi đặc hại cho coi bao nhiêu bình tiền thủ lộ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13 bình. Trời ơi, 13 bình này thì thường thường ở server này khoảng tầm 13 bình khoảng tầm 18 xu. Thì nó khoảng tầm 240 xu nè. 240 xu. 2 lệnh bài này thì 1 lệnh bài khoảng tầm 200 xu. Thì được 650 vậy, 650 xu. Tinh hồng thạch tầm này 50 xu nè. Rẻ lắm rồi em ơi. 650 với 150 thì được 800 xu. Hoặc thì tên này cũng 50 xu luôn. 850. Boss này thì 80 xu. Hai con thì 160. 850 với 160 là 1k. 850 với 150 đi 1k. Rồi thu được 1 kim thôi. Nhỏ lại. Mấy cái bình này thì khoảng mấy chục xu nè. 80 xu một bình. Đã được 10 bình không. Mấy cái 1k thôi. 8 bình. Rồi, rồi cái này lỡ hộp thạch anh này khoảng 2 300 xu, cái 2 cái 3 gì đó. Rồi cho cái 3 đi. Cái 3 với đồ, cái này lỗ nè em ơi. Lỗ sắp mạnh luôn nè. Này. Một cái gì đó nó cho mình gì đây? Cho anh em xem thông báo cho như đây. Tiểu thành bí kíp, tuyết hoa tinh, bảo rương mặt nạ hộp và càng khôn xong tuyệt bội. Càng khôn nó bán được một kim. Càng khôn đã bán được một kim này là khoảng 2 kim rưỡi, 2 kim 3. 2 kim 3 với Phúc Duyên Đại. Phúc Duyên Đại này 80 xuống bình, 110 bình này là 800. Là khoảng 3 kim, thông lại khoảng 3 kim. Thông lại khoảng 3 kim rồi nha. Phúc Duyên Đại khoảng 3 kim tiếp tục này. Cái này thì sinh lực à, lực ma như thôi. Ôi. Trời ơi, mực nào mê mến. Ôi. Trời ơi, hôn bình thật vài chục xu, vài chục xu. Đồ tính ra lỗ sắp mặt luôn ta, không có gì luôn nè. Hơi nhỏ này, tiếp tục của khui đó nha anh em. Bây giờ thì đã thu khoảng hơn 3 kim hơn.
ba kim hơn là mấy mặt nạ này không có giá đâu ơi. Tiểu thành bí kiếp này cũng vậy, không có giá. Cái này mà đại thành bí kiếp thì được 3 kim nè. Đại thành bí kiếp thì cắn một phát 1 lên 20 luôn thì sẽ lên được 3 kim cũng này. Hiện tại bây giờ thực sự là lỗ. Rồi thu được 3 kim đúng không? Và cá nhân này hiện tại đang có người thôi khoảng 1 xu thì cho này sớm trong cái thì được khoảng 3 kim rưỡi gần 4 kim. Hóa Minh Thạch này thì có thực sự là khoảng 100 xu. Rồi, cho 4 kim đi em ơi. Gần 4 kim. Rồi khui cái này. Thân hình phù. Thiếu đến 7 cái. Thân phù 7 ngày. Thổ đi phù, thổ phù 7 ngày luôn. Nó vào hán 100 xu. 100 xu một cái. 7 ngày tiếp. Kiếm là bao vứt. Cái này lập bàn nè. Một nhẫn. Ôi, được một nhẫn kỹ năng hơn quá nè em ơi. Thu lại được ít trăm xu. Nhẫn kỹ năng này chắc được 800 xu nè. Một bộ nó 1k rưỡi. Này được 800 xu. Rồi, được 4 kim rưỡi hơn rồi. Đây không? Thối phù. Kiếm vứt. Kiếm phi phong rồi. Phi phong mới có giá nè em ơi. Trong kỹ năng mới có giá nè. Nó lung lên không thua. Thân hình phù. Trời quá trời thân hình phù luôn. Thân phù này 1 tháng luôn. 17 ngày ngay 1 tháng luôn. Ôi trời thân hình phù quá trời luôn trời. Nó bao. Đáng 100 xu nữa. Đó có 1 kỹ năng này mà. 3 lỡ bao. Thu chắc được hơn 5 kim nè. Này được 17 ngày. Phi phong đâu? Trời vẫn chưa có phi phong luôn. Không có boss đặc biệt luôn em ơi. Không có một con boss đặc biệt nào luôn. Rồi nói chung là hiện tại tính sơ sơ đã được hơn 5 kim đó nè. Những kỹ năng này hơn 5 kim. Đã tính ra lỗ một nửa tiền. Lỗ ra một nửa tiền. Cái này cái báu này. Tinh hồng. Sư đời dân hồ. Rồi ok anh em. Nói chung là bỏ 11 kim anh được gần 4 cấp. Gần 4 cấp và thu là được khoảng tầm 5 kim hơn nè. Thu được tầm 5 kim hơn. Tính ra lỗ khoảng 4 kim rưỡi. 5 kim rưỡi đi. 5 kim rưỡi. Lỗ 5 kim rưỡi nè. Lỗ nửa tiền. Hiện tại bây giờ thực sự những vật phẩm như tinh hồng này nó rất là giá nó bị tụ nè. Nên là không bao nhiêu cả. Được cái này được vài trăm xu nè. Cái này kỹ năng nè. Rồi ok. Rồi anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho Khải cũng như là lần anh Vinh này một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Và lần sau Khải sẽ tiếp tục ăn những con khác cho anh em xem nha. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.